Các bạn đang đến với chương trình Lật lại kỳ án của luật pháp trị, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào những vụ án chấn động, những bí ẩn chưa có lời giải, những sự việc kinh hoàng được đưa ra ánh sáng và còn cả những âm mưu đang ẩn giấu chờ được chúng ta khám phá. Hãy dõi theo những diễn biến gay cấn của vụ án vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Xác chết bí ẩn bị thiêu cháy tại khu đất trống và tội ác kinh hoàng của cả bạn trai người Hàn Quốc. Phần 1. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ thứ gọi là tình yêu, từ sự khen tuông mù quáng của kẻ máu lạnh, một nạn nhân xấu số bị sát hại một cách vô nhân đạo, một thủ phạm mang quốc tịch Hàn Quốc với những mánh khóe gây án phi tang, tạo chứng cứ ngoại phạm hết sức danh mãnh, hòng trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Một hành trình phá án đầy căng thẳng nhưng không kém phần kịch tính, vén bức màn sự thật bí ẩn từ đống tro tàn. Giữa đám cỏ dại. Như thường lệ, khoảng 14 giờ chiều ngày 4 tháng 9 năm 2008, sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Trung, chủ bãi vật liệu xây dựng, người làm thuê là anh Phạm Văn Tân, quê quán Nam Định, vội vàng trở dậy lấy xe đi chở gạch cho khách theo như lời chủ được giao. Ngày hôm ấy, vẫn ra bãi tập kết vật liệu quen thuộc ấy, nhưng mà anh Tân thấy nó lạ lắm, cứ có gì đó khác với mọi hôm. Khi chiếc xe tải tiến lùi tới đống gạch, anh Tân toan nhảy xuống đằng sau để bốc gạch, thì anh bỗng thấy ruồi nhặng bu đầy ở một khu vực bị đốt cháy xém ven đường Hoàng Minh Giám ở quận Cầu Giấy, ở gần bãi vật liệu anh bốc thuộc khu đất ở dự án Đông Nam. Tò mò tiến đến gần, đám cỏ dại mọc tùm ngang đầu gối lại càng phảng phất mùi khả nghi khi cả một vạt cỏ bị cháy xém đã ngả vàng. Càng tiến tới, anh Tân lại càng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Quả thật, giữa vạt cỏ ấy là một đám tro đen. Lấy hết can đảm để nhìn rõ hơn, anh Tân dường như chết đứng, tay chân không động đậy, mắt cũng không thể chấp nổi lấy một cái. Hóa ra, nơi mà anh lũ kỳ ấy lại là nơi một cỗ thi thể bị ai đó đốt cháy đen, co quắp, không còn nguyên dạng. Hoảng hốt, anh Tân la thất thanh, khiến những người xung quanh gần đó chú ý và xúm lại. Không có một ai có mặt lúc đó lại tin được rằng giữa thanh thiên bạch nhật, đây lại là hiện trường của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, điều tra viên đội điều tra trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, các giám định viên Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp có mặt ngay tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc. Thách thức. Có thể bạn đã biết, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng sử dụng phương pháp phi tang bằng cách đốt cháy đều là những vụ án kinh hoàng gây xôn xao dư luận. Đặc điểm của những vụ án này là thủ phạm đều có sự tính toán từ trước, có ý thức hủy hoại hiện trường, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Đây cũng chính là thách thức của lực lượng điều tra nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng khi bắt đầu bước chân vào hiện trường, bắt tay vào công cuộc điều tra, phá giải vụ án. Bởi vì sau khi cháy, các vật chứng có liên quan đến vụ án đã bị than hóa, khiến cho các dấu vết gần như là bị xóa đi hoàn toàn. Mặt khác, những vụ án đốt thi thể hoặc đốt hiện trường thường được các đối tượng ấy lựa chọn thời điểm khuya khoắt, vắng vẻ nên hầu như không có nhân chứng để khai thác tài liệu liên quan. Đối với công tác khám nghiệm hiện trường, qua thực tế các vụ án và kinh nghiệm của các giám định viên có thâm niên khi tiếp cận những vụ cháy, chưa kể đó là những vụ án thì việc khám nghiệm để kết luận nguyên nhân cháy là rất khó, đòi hỏi có sự tổ chức khám nghiệm một cách khoa học, thậm chí phải có chiến thuật khám nghiệm hợp lý. Đặc biệt là cán bộ chỉ đạo công tác khám nghiệm là những người phải giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao. Ở những vụ cháy mà nguyên nhân do hoạt động của tội phạm gây ra, hiện trường lại càng hóc búa hơn bởi vì trước khi gây án, đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ càng về phương thức thủ đoạn, thời điểm gây án, các dụng cụ và chất cháy. Bên cạnh đó, các dấu hiệu vết cổ điển như vân tay, vân chân, dấu vết sinh học, người, mẫu máu, mẫu tóc hầu như bị mất hết do nhiệt tác động, hoặc quá trình cấp cứu nạn nhân phun nước chữa cháy. Các cán bộ kỹ thuật hình sự phải thu thập và khai thác toàn bộ các thông tin tại hiện trường dựa vào những vật dụng còn sót lại trong đám cháy,
và đôi khi các cán bộ khám nghiệm còn phải quét toàn bộ hiện trường để bới tìm những vật chứng. Có lúc thì đó lại là những vật kim loại rất nhỏ như cúc áo khuyên tai hoặc khung khí gây án bằng kim loại. Việc đó đa phần giống như việc mò kim đáy bể, đặc biệt là ở những vụ án có hiện trường lớn ngổn ngang. Khám nghiệm. Hiện trường phát hiện là khu vực đất dự án nằm cách khá xa đối với khu dân cư, tương đối hoang vắng. Vốn từ trước là đồng hoang, từ lâu đã trở thành bãi thải, khu tập kết, vật liệu xây dựng. Cỏ dại lại mọc tùm tứ phía cao ngang đầu người, nên thường không có nhiều người quan tâm đến. Khi đến hiện trường, lực lượng ngay lập tức triển khai các công tác cần thiết, trong đó đã phải rất vất vả mới có thể vãn hồi trật tự trước hàng trăm cặp mắt tò mò hiếu kỳ của người dân tại khu vực và qua đường. Bước đầu tiếp cận nơi phát hiện ra trước mắt của đội khám nghiệm phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội là nạn nhân nằm trên đống gạch vụn, xung quanh là những chồng gạch khá cao, đã cháy hoàn toàn, lộ cả cốt mặt, chân tay, khiến biến dạng nặng. Một điểm may mắn đối với cơ quan điều tra đó là vào đêm ngày hôm trước, thành phố Hà Nội đổ mưa. Có nơi mưa to đến rất to, nhưng khu vực này lại chỉ có mưa nhỏ, hạt bé, khiến cho hiện trường được giữ lại gần như nguyên vẹn, không bị quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua công tác khám nghiệm, xác định được bị hại bị nhét vào một chiếc vali có khóa kéo có nhãn hiệu Dunlop, kích thước dài rộng cao là 80-60-40. Đã bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung sắt. Lật thi thể lên, các kỹ thuật viên phát hiện các vật mang hình dáng của một chiếc khoa tai và một phần còn sót lại của thỏi son chưa cháy hết. Từ các chi tiết này, bước đầu đưa ra nhận định đây là nữ giới. Tại vị trí nạn nhân nằm, bên trong vali cháy rụi còn phát hiện ra một chùm chìa khóa gồm 3 chiếc, một bấm móng tay, một ví nhựa màu đỏ bên trong có 2 đồng tiền xu lần lượt mệnh giá 1.000 và 500 đồng, một điện thoại di động đã cháy, một cuốn sổ ghi chép tuy bị đốt thành than nhưng vẫn giữ nguyên được hình thù. Mở rộng phạm vi, cách vị trí phát hiện khoảng chục mét, các điều tra viên thu được một vỏ chai 7-Up, loại chai nhựa dung tích 1,5 lít còn nồng nặc mùi xăng. Tiến hành khám nghiệm tử thi, lúc này cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định nạn nhân là nữ giới tuổi từ 20 đến 30, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm nâu dài chấm vai, có đeo dây buộc tóc màu vàng, mặc áo vàng có chun giữa eo nhưng lại ở chuồng không mặc quần. Đáng chú ý hơn nữa là từ các dấu hiệu để lại, cho thấy trước khi ngưng thở, người này có quan hệ nam nữ, thu được mẫu tinh dịch trong cơ thể. Qua giải phẫu, xác định người này đã ra đi mãi mãi trước khi bị đốt. Nguyên nhân được cho là ngạt cơ học cấp. Hiểm nghi. Cùng lúc đó, công tác tìm kiếm nhân chứng đã đem lại những kết quả ban đầu khả quan. Rất may mắn, cách vị trí phát hiện khoảng 60m, có 3 lán tạm của một số người làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng và thu gom mua bán sắt vụn. Theo các nhân chứng đầu tiên này, tối ngày 3 tháng 9, mọi người trong lán đều tập trung ngồi xem phim. Khi tập phim kết thúc lúc tầm 22 giờ, anh Trung có cùng người làm đi ra ngoài vệ sinh thì nhìn thấy một đám cháy bùng lên ở gần bãi vật liệu ngay cạnh chiếc xe ô tô Ben bỏ không. Tưởng có ai đó đốt xe, các anh mới mang đèn pin soi kiểm tra thì chỉ thấy của quạng ngọn lửa cháy yếu ớt. Bên trong có ẩn hiện như hình dạng của ai đó, nghĩ rằng chắc chẳng có chuyện gì. Chỉ là có ai đó mang manơ canh hỏng đem đốt bỏ, anh Trung quay lại về lán ngủ. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi và nguồn tin ban đầu, ban chuyên án nhận định rằng nơi phát hiện ra nạn nhân chỉ là hiện trường vụ. Nạn nhân bị thủ phạm sát hại tại hiện trường chính ở nơi khác, rồi đem nhét vào vali, chuyển đến khu vực đất hoang bên lề đường Hoàng Minh Giám đổ xăng đốt phi tang. Hành vi này đã được tính toán một cách hết sức kỹ càng, tinh vi nhằm che giấu tội phạm, trốn tránh pháp luật. Đồng thời, ban chuyên án cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện, thị xã tập trung rà soát các hộ có người mất tích là nữ giới và có đặc điểm nhận dạng giống với nạn nhân. Trong đó chú ý đến các hộ có người giúp việc, người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Tử Liêm để truy tìm tung tích nạn nhân. Ngoài ra, tổ chức thông báo các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án cho các cơ quan điều tra.
Trên tất cả các tuyến đường dẫn đến đường Hoàng Minh Giám, các mũi trinh sát đều được tung ra để thu thập thông tin. Kết quả, có 3 công nhân ở công trường xây dựng khách sạn Hà Nội Grand Plaza Hotel cho biết rằng khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 9, họ đứng trên vỉa hè Hoàng Minh Giám thì trông thấy một nam thanh niên đeo kính trắng, dáng người song dỏng, mặc áo sáng màu, quần tối màu, tay kéo một chiếc vali sẫm màu, vai phải khoác một chiếc túi màu đen đi về hướng đường Nguyễn Tuân. Một trong số 3 người công nhân có hỏi anh ta đi xe ôm không, nhưng người thanh niên này đáp không, rồi sau đó lại tiếp tục kéo chiếc vali đi về phía khu vực hiện trường phát hiện ra nạn nhân xấu số. Ngoài ra, một vài người hành nghề xe ôm tại gần siêu thị Bixi cũng phát hiện ra một thanh niên có đặc điểm nghi vấn trùng lặp với phát hiện của 3 công nhân nói trên. Một đặc điểm gần như luôn hiện hữu về dấu vết của các vụ cháy đó là việc có một số nguyên liệu không thể cháy hết được. Cán bộ khám nghiệm phải khai thác thông tin trên sản phẩm cháy này để tìm kiếm các dấu vết manh mối. Đặc biệt trong một số vụ án, việc giải mã dấu vết than hóa này lại là chìa khóa quan trọng để mở ra toàn bộ vụ án. Những nguyên liệu này là những vật á kim, kim loại, thậm chí đó là những sản phẩm cháy có nguồn gốc từ cellulose với công thức hóa học là C6H10O5N, một hợp chất hữu cơ hay chính xác hơn là một loại carbon hydrate phức tạp bao gồm oxy carbon và hydro, vốn là thành phần chủ yếu hữu ích trong việc sản xuất bìa và giấy, thậm chí là giấy bóng kính. Quay trở lại vụ án, cơ quan điều tra lúc này đang nắm trong tay một manh mối quan trọng là một quyển sổ ghi chép, cho dù đã thành than nhưng vẫn còn nguyên vẹn hình thù. Cẩn trọng thu lại cuốn sổ, các kỹ thuật viên nhanh chóng chuyển về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để tiến hành phân tích giám định, khôi phục lại nội dung chữ viết bên trong. Về mặt lý thuyết mà nói thì đây là một điều khả thi. Tuy nhiên trên thực tế, việc giám định lại hết sức khó khăn bởi vì cuốn sổ chỉ còn lại đống tro giấy. Với bất cứ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể khiến cho nó vỡ vụn. Để cố định, các giám định viên đã sử dụng một loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến cho các tờ giấy đã thành than hóa cứng lại. Sau đó lại dùng các banh bóc ra từng mảnh nhỏ rồi lại ghép các mảnh nhỏ ấy lại với nhau. Sau khi ghép thành bản hoàn chỉnh thì tiếp tục đưa ra máy soi chiếu phát quang chữ viết. Thật may mắn, khi lật dở đến trang cuối cùng, các giám định viên thấy những nét chữ tượng hình kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt. Chụp lại trang viết và tiến hành phân tích, các chuyên gia xác định trang viết có nội dung như sau. Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam. Tôi đã cùng đi người đã lìa xa trần thế ấy đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi. Khủng khiếp hơn nữa khi ngay bên dưới những dòng chữ tiếng Hàn ấy lại một chữ viết tiếng Việt được ghi chép lại với nét chữ nguệch ngoạc rất giống với người ngoại quốc đang học tiếng Việt tập viết về các bộ phận trên cơ thể như eo, mông, ngực, rốn, lưng, tóc. Từ các nét chữ, cơ quan điều tra nhận định rằng chữ viết trong cuốn sổ rất thuần thục, chứng tỏ những thứ ấy là do một người Hàn Quốc viết ra. Còn nội dung thì cho thấy kẻ viết dòng chữ này và người bị hại từng có mối quan hệ với nhau. Kết hợp với công tác điều tra nghiệp vụ, công an đã tiến hành đến sát gần hơn với bức màn bí ẩn của vụ án. Nhận định rằng đây có thể là một vụ án có yếu tố liên quan đến người nước ngoài, các trinh sát đã ngay lập tức được triển khai, phân bố tập trung rà soát ở những khu vực tập trung đông đối tượng này. Thế nhưng, vụ án vẫn còn nhiều khó khăn, bởi vì cho đến giờ phút này, danh tính của người bị hại giờ đây vẫn còn là một ẩn số. Với nội dung được khôi phục trong cuốn sổ than hóa, cuộc điều tra sẽ diễn biến tiếp tục ra sao? Nạn nhân là ai? Tại sao sự đau lòng này lại xảy ra? Kẻ thù ác thực hiện hành vi giết người với mục đích gì? Bản án nào đang chờ đợi kẻ sát nhân này? Tất cả sẽ có trong phần 2, xác chết bí ẩn bị thiêu cháy tại khu đất trống và tội ác kinh hoàng của gã bạn trai người Hàn Quốc trên chuyên mục Lật lại kỳ án vào mỗi 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Luật pháp trị.